đây là cái món hành phánh và nhiều món nữa là nuôi rồi bánh canh các thứ các kiểu. Ở đây một tô là 35.000, nếu mà thập cẩm thì chúng ta sẽ ăn với giá là 60.000. Và ngày hôm nay trên đường vào thành phố Hồ Chí Minh, Su có ghé qua cái quán này và ăn thấy cực kỳ ngon, cho nên là muốn giới thiệu đến cô chú anh chị và các bạn. Thì nếu mà cô chú anh chị và các bạn nếu có dịp về Việt Nam hoặc là ở thành phố Hồ Chí Minh mà chưa được ghé đến đây, hoặc là cô chú anh chị và các bạn ở những cái tỉnh thành xa, thì có dịp hãy ghé đến cái địa điểm này để mình ăn thưởng thức cái món ăn đặc biệt này ạ. Và ở địa chỉ là số 75 Nguyễn Thái Học, quận 1, thành phố Hồ Chí Minh. Và đây là cái con hành thánh này cô chú anh chị và các bạn. Cục hành thánh nào cô cũng thấy nó to, rất là to mà. Ngày hôm nay Tisu xin mời cô chú anh chị và các bạn đến một cái nơi. Cái nơi này thì họ sẽ bán các món là bánh canh, rồi phở, hủ tiếu, các món thì các bạn nhìn thấy ở đây. Mình sẽ ghé cái địa điểm này, ngay cái địa điểm là 75 Nguyễn Thái Học này. Thì có bên xa xa bên góc này thì sẽ có cái cô bán ở bên vỉa hè, nhưng mà cực kỳ đông khách. Mặc dù là trời đang rất là mưa ở ngoài đường, trời tối đang rất là mưa. Rất là mưa thì nhưng mà khách ở đây rất là đông, thì mình sẽ đến đây mình coi thử là cô ở đây bán những cái món gì. Thì cô chú anh chị và các bạn thấy là ở đây là cái son nước lèo rất là ngon. Quay trà đá vô lấy cái ghế cho con ngồi cái bàn này luôn nè. Thịt rồi nước lèo cực kỳ ngon ạ. Xa xa đây là phèo. Phèo ở đây rất là ngon cô chú anh chị và các bạn ạ. Thì ở đây bán sẽ tầm vào buổi tối. Bắt đầu mấy giờ bán hả cô? 7 giờ. 7 giờ thì mấy giờ kết thúc hả? Cũng chờ hết giờ này giờ hồi đó hả? Dạ. Thì bánh thánh thì tôi bánh thánh ngon. Bánh thánh thì có là chai. Em chai. Cái ông bộ thì làm xong rồi cái nó không có lợi lấy. Trời ơi, nó làm.
hết nào thấy biết kinh khủng bé. Có đồ thánh không anh Nam ơi? Có thánh không hấp dẫn luôn. Có 10 giờ không còn chín mấy hết rồi. Nhân thánh bà Duyên nha chị. Nhân thánh ba ơi, Bình Thánh. Có. Thầy nhân thật ở trong không vậy? Đặt gói chị. À, đặt dâm gói. Không biết rồi. Hấp dẫn. Thấy rồi thấy. Hấp dẫn rồi đó. Ăn no rồi. Coi như là độc lạ luôn á. Cô ta nhỏ, có mình bự bà cố luôn. Này mình làm bằng tay hết hả cô? Mình làm hết hả? Ở nhà làm. Dạ. Thì đây mặc dù là bữa tối nhưng mà cô chú anh chị và các bạn thấy là ở đây gia đình
dăng cái bạc lên thì trời mưa nhưng mà khách ngồi ăn vẫn là đông. Này cắt cắt da heo. Đó một cái sườn thêm. Hấp dẫn à. Được không á? Được không á, ăn súp lên lấy tiền á. Thôi cái này con nhớ là để lót lạnh giờ để mà. Và các bạn về Việt Nam hoặc là ghé qua thành phố Hồ Chí Minh thì cô chú anh chị và các bạn đến địa chỉ số 75 Nguyễn Thái Học, quận Nhất để mua hàng ủng hộ cho cô ha. Cảm ơn cô chú anh chị và các bạn một lần nữa và xin hẹn gặp lại cô chú anh chị và các bạn trong những cái clip lần sau.